Với đợt Ngon quá kìa. Thơm phức. Ấm này. đông quá. Mời ra đây nhá. Ấm. Ấm miếng to mới sướng. Ui, ông sắn gọn ghê nhỉ. Gọn gàng quá. Ui dồi. Cái mày bằng một cái bát con nữa cả nhà. Mời ra đây nhá. Mấy này phải húp. Rồi mời đại mời đình, toàn thể gia đình nhá. mời toàn thể gia đình ầm Mọi người subscribe bấm chuông like cho Lê Toàn Phút để nhận video mới nhất. Thanh siêu người anh em tốt. Hello, Lê Toàn xin chào tất cả đại đình nha. Chúc đại gia đình một ngày đẹp trời, thật nhiều sức khỏe. Đấy. Ông đến vào phá nước đi. Đấy, hôm nay Lê Toàn lại chia sẻ cái món tiết canh huyền thoại. À, ông chào và tất cả đã đỉnh ấy. Buổi sáng an lành. Đấy, hôm nay làm lại đánh vào tô nhỉ ông nhỉ? Tại mấy ông con này mỗi người vào tô. Đấy, đấy bây giờ bên Lê Toàn đang triển khai luộc của cả nhà vào chế biến nhá. Thấy buổi mình đang luộc cứ chân giò đánh thôi, ăn cho nó hấp dẫn. Mấy thêm mấy cái sụn chiếc cũng họng hết vào ăn cho nó giòn. Tập này hoa hồng rất là đẹp cả nhà. Đấy. To, đẹp. Mà nó ra rất nhiều luôn. Lỡ cứ té tung hết cả cây rồi nhỉ. Rất nhiều hoa. Đấy. Cái hồng này là chủ nghĩa tổng hợp chiết cho. Đấy, mình về mình trồng. Rất nhiều hoa. Dầu cần ăn gần hết à. Dầu thơm lên ạ. À. Ăn rồi là lên rồi đã bằng luôn. Cái này cứ càng cấu nó càng lên rồi nhỉ. Cái ớt chín vàng hết rồi. Ăn không xuể rồi nhỉ. Buổi sáng đồng quê rất yên bình. Sồi quá rồi. Đấy lòng già và lòng non mình đã mua một khay to. Nóng này rất ngon cả nhà. Cái này cuốn lòng nó ngon. Ăn nó đặc cái lòng này như lòng nó bé tẹo này, ăn nó ngon này. Đấy. Còn đây là tiết chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ này toàn đi băm bổi cơ nhỉ. Bổi cái đánh vào chân giò này. Ăn thì ngon tuyệt vời. Tiếng dao thớt quen thuộc buổi sáng ở vùng nông thôn. Cứ băm băm cất cất này là biết rồi. Là có món gọi là tiết canh lòng lợn. Âm thanh này. Âm thanh này nó có cái thường đâu nhỉ. Ông bảo âm thanh như nhạc giao hưởng. Và lấy cho cái củ gừng ở trong kia cái. Củ gừng, à, cái mẩu gừng ấy. Mười mấy triệu à? Ừ, chưa tính giờ được mười mấy triệu. Cắt trong tí này đi. Ăn luôn à? Thôi. Mấy triệu à? Mấy triệu là tháng làm kịch nhiệt à? Tháng làm kịch nhiệt cái gì? Ông cấu rau răng cưa ấy. Để đi băm vào đây mà đi đâu? Mỗi hôm qua thì gia đình nghỉ còn toàn đều suốt. Thì... bằng nghĩa làm 20 công. Tháng này là nghỉ này. Tháng này là nghỉ tháng này có được 20 công không?
Như vậy là đã băm xong rồi ạ. Bây giờ đập hành nữa và là xong. Đấy ạ. Đang bị sưng không ạ? Đây là rau sống tái vào. Phòng hò là lúc chờ ăn tranh thủ thấy lá rụng là quét tí thế này. Ông đang gọi là tranh thủ lúc chờ đợi quét tí ra cây ngồi dỗi ông già ảnh rất nhiều chân tay nó buồn nên là cứ quét tí thôi khởi động tí cho nên chân tay nó khỏe ăn cho nó nhiều. Ăn mà thiệt chất lượng kìa, bao nhiêu hành nướng. Lê Toàn đang băm bổ với cái cành. Vẫn cứ gọi là quen thuộc ấy. Hành hôm nay nướng nhiều thật. Đây. Hôm nay nướng nhiều hành. Đấy, hôm qua bà làm củ này đấy, lấy làm củ. Ừ. Kêu nướng, là ý thế. Nướng nhiều cho nó ăn cho nó ngon. Đây là anh em là đánh toàn móng giò hết. Móng giò hết nha. Chân giò mình cứ quen mồm móng giò ăn cái này ăn thịt chân giò nó nhiều sữa. Nhiều sữa. Hôm nay chuyển sang món lòng nướng sa tế gừng. Gừng này để cho vào pha nước đánh nước gừng. À nghĩa quên là lấy ít gì đi. Ít là bột mì chính ra đây, bột ngọt ra đây. Lấy rồi quên. Này, cho thêm nước gừng vào. À nó chất lượng. Đấy, vậy là bổi nó xong rồi nhỉ. Bây giờ chia ra bát còn là đánh rồi. Đơn giản và gọn nhẹ. Này rất nhiều hành, rau vào. Ăn cái này bổi này chất lượng. Không thể chê được ở đâu nữa. Xong xuôi bắt đầu khâu quen thuộc cả nhà nha. Khâu này nó quá là quen thuộc rồi, cứ một nước một tiết. Hai tiết là bốn nước. Một hai hai tiết ba nước đi, nó quen thuộc. Tiết canh buổi sáng nó là bình dân. Với vừa không là đông trên tay. Thế rồi, sáng đến là cứ làm tô tiết canh là siêu to hấp dẫn. Ấn đông ngay trên tay. Quá tuyệt vời mặt trời. Tô to vật vã. Vừa luôn nha. Sàn ít đều. Ăn tô này thì mát mồm luôn. Ngon, chất lượng. Nóng ngon, tiết đẹp, chất lượng. Thế rồi, đã xong ba tô. Ba tô tiết canh là mánh bằng móng giò ngon, hấp dẫn cả nhà. Này đang nướng than rồi cả nhà. Hôm nay rửa cái bếp mới này. Đấy, cho vào cái bếp mới này nướng lòng. Làm cái món lòng lợn nướng. Đấy. Tiết canh lòng lợn nướng hôm nay là quá hấp dẫn rồi nhỉ. Rửa cái bếp mới. Bếp này nướng than mình nướng hai ngăn rồi nhá. Ngăn này với ngăn kia nướng nhưng mà thôi thì ít người thì nướng một ngăn thôi. Đông người thì mình sẽ nướng hai ngăn. Đấy. Đây là chuẩn bị xong rồi nhỉ. Bếp than đã bốc khói nghi ngút, lòng đã để sẵn rồi. Tiết canh đã đánh xong. Đấy. Nhanh gọn rồi. Đấy, chúng nghĩa bây giờ mới cho lòng vào cả nhà.
cho lòng non trước đi, hoặc lòng già trước tùy theo. Đấy, rửa cái bếp bằng cái lòng, ôi cứ cắt cái tơ bóng này không là nó khét. Đấy, nòng nướng rồi nhỉ, vậy là xong rồi nhỉ. Đấy là bây giờ nếu món nòng nướng đấy. Nòng nướng và mà tiếp canh huyền thoại. À, không để tôi mạnh à, mình rắc nạc nha, phá bát tiết này trước rồi nhỉ. Trong lúc chờ đợi lòng nướng người ta là cứ xử cái bát huyền thoại trước đi. Đi đâu mang bà bối bà bối đi đâu mang đi đấy nó hấp dẫn. Không phải mình cứ ăn uống đâu, mình cứ bữa này là yên tâm nhất. Đúng rồi. Nó chuẩn. Nó chuẩn. Cứ khổ ăn cái bà bối này mọi người. Ngon quá cả nhỉ. Đấy, mình xử cái tô tiết canh huyền thoại. Đấy, trong này cho mình ớt vào cho nó tê cay cả nhỉ. Rồi mời Đá Đình nhá, thưởng thức với Lê Toàn mới không? Đấy, Nghĩa đang rán nòng. Đang rán nòng mình cứ phải xử trước bát tiết đã. Tiết này đồng lắm không ạ? Đồng. Ngoài đồng cứng luôn này. Mấy phút đã đồng. Mấy phút đồng nhỉ? Vì ăn miếng to nó sướng nó đã này. Ui dồi, này. Sắn nghe nó có vẻ nó hơi khó sao nhỉ? Đồng quá. Mời Đại Đình nhá. Ầm. Ầm miếng to mới sướng. Ngon không giả được. Ngon nó háo rồi nhỉ. Phải làm miếng chả to ăn cho nó mát mồm. Ăn đây là mát đấy. Miếng này to quá rồi nhỉ. Ăn miếng này nó phải bằng cái này bằng một cái bát con nữa cả nhỉ. Mời đây đi nhá. Miếng này phải húp. Đấy, vàng rồi đấy. Nướng cái kia nghĩa dở đi. Hai miếng hết nửa bát tiết. Ấm này. Hơi đặc. Ngon quá này nhỉ. Thơm phức này. Đấy, nghĩa này thử trước miếng này nòng nướng ngon không thử chứ. Mời cả nhà nha, món lòng nướng. Bát ớt gọi là siêu cay khổng lồ. Rồi, thử đi. Ông thử miếng này. Rồi, ông thử miếng này. Đấy, ngon quá. Nòng nướng. Nóng nướng ăn nó khác không? Khác nhiều. Khác nhiều. Khác nhiều. Ủa khi lâu lắm ông mới được ăn nóng nướng như vậy? Nóng lợn ít khi được ăn. Đấy, ông ít khi được ăn. Ông chỉ được ăn dừa chó, chứ nóng lợn ít khi được ăn nướng. Hôm nay làm cái món nướng này cho nó hấp dẫn cả nhỉ? Cái này khi được rồi đấy ông. Được thì cứ để đấy thôi, cắt thôi. Để đấy xong rồi cái này ăn nướng. Không, cứ miếng nào được là bây giờ để cắt luôn. Cái này à, cho nó cái đấy cho nó vàng thì nữa ăn vàng quá nó teo teo đấy cứ thế thì cứ gọi là theo ăn theo ý của mình thôi, nghe cho nhiều than quá nhỉ. Cái này có bạn nướng con bạn chung với ăn vẫn thoải mái nhỉ. Ngon hấp dẫn thơm lắm cả nhà ăn bây giờ nó kém này, làm miếng nòng nướng cho nó hấp dẫn. Ừ, được rồi. Đây. Đấy. Nóng quá. Nóng à? Ừ. Ăn nó nóng nước về nóng ông làm miếng nữa cho hấp dẫn. Đấy, ông cứ gắp đi, cứ nhẩn nha rồi. Nhẩn nha ngon quá. Ngon. Không sợ. Quá tuyệt vời. Nhảy nắm. Không viên. Không viên. Ngọc kè cái nhỉ. Rồi, chúc ông sức khỏe nhá. Cải khoa. Mời đây đại gia đình. Cải rượu cày. Rượu và sâm uống nó ngon nó mát. À, rồi. Đấy, đấy. Chơi cái miếng lòng già đấy mới ngon này.
Ừ. Nó để cái là tí nữa có khi mà đưa lên có khi ông thơm như này. Đấy. Nướng than không có gì bằng nướng than cả nhỉ. Nướng than này ăn nó ngon. Bếp này mua bao nhiêu? Cái bếp này nhà mua có hơn 300, gần 400. À, ở vùng mình ít anh có đó. Ít có nó cái bếp này người ta tự làm đấy mà. Để tí ăn cái này mới ngon này. Cái này cái cuống cuống tim này. À cái cuống bóng bóng. Ông ơi. Ông thử, ông thử miếng lòng gà đi. Đấy, cái ăn nóng hổi này mới ngon đấy. Rồi, mời ông nhá. Mời Đại Đình. Ngon quá. Lòng nước. Nóng đấy ông ơi, ăn thổi đi, nóng bằng mồm. Nóng. Ngon quá. Nóng. Nóng ông thổi 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 thổi. Ừ, nóng quá. Đây mình lại làm miếng nữa. Lại làm miếng nóng nướng. Ăn rất hấp dẫn. Mời Đại Đình nha, nóng nướng thì quá ngon rồi. Ầm. Có khi lần sau phải làm nữa. Ngon lắm. Khói nghi ngút. Ngon không ạ? Chính thần bà mới... ông triển khai mà tô tiết mới chú nghĩ triển khai tô tiết trước. Nó hấp dẫn. Mình vừa làm miếng rồi, khá háo quá vào làm miếng rồi. Háo đã là nóng trong. Ủa, ông mà đang nóng trong. Ông bụng dạ là con cháu là tốt thật đấy, không bạn gì đâu. Thế thôi, bắt cả chanh vào luôn. Bắt cả chanh vào luôn. Rồi, ông thưởng thức trước đi. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn đấy. Gia đình trồng được. Nghe thật. Nhà vườn trồng đủ thứ. Ông làm trước đi. Ui, ông sắn gọn ghê nhỉ. Gọn gàng quá. Ui giời ơi, ngon ẩm. Mấy ông còn tân ẩm hết. Thế rồi, ăn tiết canh ẩm cái là nó hấp dẫn cả nhỉ. Tạo cảm giác ngon cho Đại Đình xem. Đấy, sáng đến thì nói chung là Nonotica nên là nó quá bình dân, quen thuộc, ngon. Bình dân đông ngon. Đấy. Đấy, hôm nay sắn vào xìa, sắn vào bát tô nó quá là chuẩn rồi. Khỏe mới sắn được. Hay mới gồng mình nên sắn bát tiết. Gồng mình mới sắn được. Rồi, mời Đại Đình. Mời toàn thể gia đình nhá. Mời toàn thể gia đình. Gồng mình ầm. Gồng mình mới sắn được. Chất lượng, yeah. Ngon, ăn bát tiết này nó ăn no được, nó căng được. Vâng. Ngon quá. Chưa quay mình ăn, đấy. Cảm kiểu V, gọi là V kép, H-O. Tôi nghĩ là làm cái miếng còn là nướng, sụn. Nào ập đây. Ầm. Mời cả nhà nhá. Ngon mời. Ấy, ngon. Nóng rồi, vừa ăn rồi. Không ầm mới sụn đấy. Ầm mới sụn ngon. Ui giời, giòn. Giòn tan. Răng còn thua đó. Răng ông mà sụn còn thua răng. Mình này là mình làm miếng chiến nó sụn. Cái canh cho nó. Nào, ông gù ba cái miếng tiết đi. Nào, ông sửa đi. Đây. Đất gù ba đây. Quá ngon. Ngon. Không có chê đâu rồi ạ. Bây giờ đi làm miếng. Cứ nòng mà dã đã. Nòng đang ngon thì cứ nòng mà dã đã. Xỉa liên tục. Liên tục. Liên tục mát máy luôn. Nhanh còn kịp. Ngon. Tăng năng suất. Năng suất ăn ngon, mát ruột. Mát ruột mát gan. Chiến đấu hết thế này. Đấy, ông cứ chiến đấu nhận nhà hết cái bát này thôi. Hết cái tô này là vừa. Thế này chưa tối cơm. Thôi, ăn này. Ông làm tô này nói đến tối. 5 giờ mới ăn. 5 giờ mới ăn. Nó nóng không nhỉ? Ừ, nó báo 25 độ. Đấy, khắc luôn.
Ui giời, siêu to khổng lồ. Siêu to, vào cái sự luôn mới đã đỉnh. Càng 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 tiết. Lâu không càng tiết. Ngon. Đánh này rất ngon. Ăn mát. Một nước một tiết à? Ngâm một nước một tiết, hơn một tí được. Ăn lợn, cái này ăn no được. Hay mua những cái quán quen là nó yên tâm. Yên tâm đảm bảo, nghe thì cứ một con thôi, chất lượng. Em thì bán cây bí cho nó yên tâm. Hôm nay cứ này, cứ toàn thế ăn nhiều mà rượu vẫn còn nguyên. Cứ buổi sáng là cứ làm được khoảng khoảng 3-4 ly này là vừa. Cái này là cái sâm. Cái sâm này là mấy gì, mấy quý. Nhưng mà rót đầy đầy chai mà nhìn thấy đầy nhìn. Uống gần hết rồi chứ. Lưng lên như này đâm ra nhìn tưởng là nào chai cũng hết. Bác cho vào cốc. Cái này nó khó nhìn đấy rượu. Sâm. Rồi mời lại đây nhá. Ầm. Nhưng mà thái bàn ớt nhưng mà thế đâu. Cái ớt là nó vừa, nó không cay quá. Không, cứ vừa vừa, không cay quá. Cay quá khó ăn. Vừa vừa. Ngon. Nóng nướng ăn mạnh hết. Nếu mà không nướng là không ăn hết được nóng đâu. Nướng dễ ăn. Không nướng không hết. Rồi. Nó bếp rất tiện. Nó mới ra cái này. Vâng, nó mới ra. Nói hôm nay mới biết là nó tiện đến mức nào. Cái bếp này. Đây mà đông người thế này, hai ngăn. Vẫn vừa. Nhưng mà 3-4 người là một ngăn rồi. Thấy không? Cứ một mâm là một ngăn, hai mâm là hai ngăn. Để giữa là hai bên nào. Bên này mâm, thế là gắp ăn nước. Trả cho nhau rồi. Như cục thạch rau câu. Ngon quá. Kêu ngắn á. Kêu kêu cu 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 cu. Ngon lắm, hôm nó cũng thế. Tùy hôm. À, chỉ cu 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 thôi. Không có hôm cu 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 mà. Nó kêu nhiều giọng. Bố mầm, người qua lại bố mầm. Có lời đẹp ấy. Mà nó nuôi chim non. Nuôi chim non nó. Chim non, non không bằng chim già được. Chim già nó mới gái. Cứ nhờ ông băng mất. Rồi, chim mời lại đi nhé. Chim lấy mới tiếp. Bà mở cửa cho ăn thế là quên đi lấy lúa là nó bay mất. Thôi, ok, cháu uống nước trên này. Bác thế này. Uống gì đâu. Tao uống vừa vừa là ngon là không biết toàn ra này tôi đót cho bác tiền nào cốc. Nói sâm là uống nhiều không tốt. Hôm nay có cái món này ngon. Làm vài thế. Cái rượu thuốc uống ít. Rượu đi đám thì mới uống rượu kia thì mới thoải mái. Đấy, bà này gọi ông ấy. Ngân đến. Ngân đến à? Đến vừa đi qua đây. Đến. Một chút. Chán. Tí hỏi nó đến không ra. Ừ.
Hà Nội mới này hết. Còn gọi Giàn Đô ấy. Giàn Đô biết được một đâu. Bà biết sao. Nói xong. Ngon. Chả dừa. Chờ ông xuống. Ai? Bà ở đâu? Cái tươi này, cái tươi. Bây giờ bảo ông đặt xe mang vào đấy à? Rồi video này các bạn quay có thương lượng cả nhà. Đấy, hôm nay mình chia sẻ cái món nòng nướng. Đấy, rửa cái bếp mới nhỉ. Nòng nướng với cái là ba tô tiết canh huyền thoại. Đây là mấy ông con thưởng thức là cũng là nên toàn cũng ăn hết một tô rồi. Nghĩa với ông mỗi người hết một tô. Ba ông con là mỗi người hết một tô mới cả hết cái nòng nướng này. Quá ngon không nhỉ. Rồi, video mình tạm dừng clip đây. Hẹn cả nhà sang cái clip tiếp theo. Mọi người thấy hay cho một like và đăng ký một chia sẻ để nên toàn có thể là ra được những bữa tiết canh nó mới lạ và những cái món nòng nướng nó hấp dẫn hơn. Với tất cả Đại Đình. Chào Đại Đình nha. Thank you mọi người rất nhiều nha. Xin chào Đại Đình nha. Hẹn gặp lại nha sang clip tiếp theo. Ngon quá.